Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, vị trí ngay gần bến xe Yên Nghĩa, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 800m thôi, đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm 2m, cách với đệ đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m, vị trí ngay gần với trục đường Quang Trung, gần trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần đại học Phenica, gần đại học Đại Nam, tiện ích ngập tràn. Vị trí của nó cụ thể là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha quý vị. Với cái cụm dự án này 3 căn bán 2 và còn 1 căn. Với cái căn nhà này thì nằm ở phía bên trong, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà, xem ngôi nhà này thiết kế công năng sử dụng 5 tầng ra sao. Theo đúng hiện trạng là nhà xây mới hoàn toàn, dọn đồ về ở được ngay, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn. Quý vị nha, mọi người theo em vào cụ thể. Với phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế công năng cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm kính. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một bộ bàn ghế sẵn có ở đây rồi. Bán nhà theo hiện trạng cho nên nhà có cái gì quay như thế nào thì có y như vậy quý vị nha. Tầng 1 thiết kế cho quý vị đây là phần phòng khách này, kệ tivi này, đó. Quạt trần này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Về cơ bản căn nhà này đã hoàn thiện xong 100%. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần không gian phòng bếp. Với công năng sử dụng 30m thì thiết kế tương đối thôi mọi người ạ. Nó không thể nào phân ra một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng to rộng được. Cái này chỉ gọi là tối ưu công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Thiết kế 5 tầng khách, bếp, phòng vệ sinh. Đó, đứng từ phía phòng bếp nhìn ra phần không gian phòng khách đây. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể sau này về quý vị có thể lợp mái về và để xe ở phía bên ngoài. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, ấm cúng, hợp lý. Với cái tủ bếp thì thiết kế cũng mơ đét, chống cong vênh, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite. Nói chung là theo đúng hiện trạng, sáng mua, chiều về ở được ngay. Quan trọng nhất nó là vị trí. Vị trí thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu, gần, cực kỳ gần với bến xe Nghĩa, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Quý vị nào đang tìm nhà gần với lại bến xe Yên Nghĩa nhất thì có căn nhà này đáp ứng hiện tại đúng cái tiêu chí phù hợp cho quý vị. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận mọi người nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Phần phòng tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với ở đây thì hồ sơ điện, hồ sơ nước, điện lực sử dụng EVN Hà Nội, nước sạch Hà Đông mọi người nha. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với cái căn nhà này, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế công năng sử dụng mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh quý vị nhé. Đây. Phòng ngủ hướng ra phần phía bên ngoài. Căn nhà này hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì phía trước là có nhà đã xây rồi cho nên không bị nắng mọi người ạ. Trong phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế rèm cửa này, điều hòa cho quý vị sẵn rồi. Đó. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, trần thạch cao, hợp lý, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong. Đây. Với phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Bồn cầu này, stand tắm này, lavabo. Nói chung là tất cả mọi cái công năng đầy đủ cho một ngôi nhà, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Nói chung quan trọng mỗi là cái vị trí địa lý đi lại và giá bán nó có phù hợp với quý vị hay không. Còn nếu như để mà nói hiện tại
gần nhất bến xe Nghĩa thì có căn nhà này quý vị ạ. Xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ, con cái đi học từ mầm non cấp 1, cấp 2 đều rất là tiện lợi, rất là ok, chợ cũng gần, bến xe cũng gần, đầy đủ mọi thứ. Sắp tới đường trục đường quốc lộ 6 mở rộng thì đi lại càng gần hơn nữa. Sàn gỗ, phòng ngủ tầng 2, tầng 3 là có điều hòa cho quý vị. Đây, phòng vệ sinh ở phần tầng 3 thiết kế tương tự tầng 2. Đó. Mời quý vị cho em lên tầng 5 của ngôi nhà, bởi vì tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Vậy thì tầng 5 còn lại thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và tầng 5 của ngôi nhà Ngọc Ánh vừa bước chân lên đây, có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở phần tầng 5 thiết kế công năng cho quý vị. Đây là khu vực để máy giặt, ống thoát nước, đầu điện chờ. Đây là phần phòng thờ mọi người ạ. Đây. Đây là phần phòng thờ có cửa sổ, có cửa ra vào đầy đủ và phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.